Xin chào các bạn nha. Một số các bạn sử dụng tai nghe True Wireless thì báo cho mình cái tình trạng là nó bị mất kết nối một bên hoặc là nó nghe âm lượng không có đều, thì hôm nay hy vọng rằng cái video này sẽ hỗ trợ được cho các bạn. Thì đầu tiên cái việc mất kết nối một bên có thể nha là do nó hư phần cứng, nhưng cũng có thể là do các bạn chỉnh sai setting ở trong điện thoại, hoặc cũng có thể là các bạn bị lỗi kết nối với cặp tai nghe này. Thì nếu mà lỗi phần cứng chắc chắn rồi, các bạn sẽ nên mang ra tiệm mà chúng ta mua để đổi lại cái khác. Còn nếu mà lỗi phần mềm trên điện thoại thì một lát mình sẽ chỉ các bạn cách chỉnh. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách reset kết nối của những cái cặp tai nghe True Wireless thông thường phổ biến ở trên thị trường. Thì những cái dòng tai nghe True Wireless ở trên thị trường thông thường nó sẽ gồm hai loại nha các bạn. Một loại, khi các bạn kiểm tra xung quanh cái kén sạc thì nó sẽ có một cái phím bấm cứng để chúng ta có thể reset được kết nối của cặp tai nghe. Còn một loại khác thì không có, ví dụ như cái con Xmowi T3 mình đang trên tay đây, nó sẽ không có một cái phím bấm cứng nào để reset kết nối Bluetooth của cặp tai nghe. Vậy thì chúng ta sẽ reset kết nối bằng phím cứng hoặc là phím mềm, phím cảm ứng ở trên cặp tai nghe. Thì rất nhiều những cái bạn mà mua những sản phẩm tai nghe của Thế Giới Di Động á, mà các bạn bị mất kết nối thì các bạn có thể thử cái cách này nha các bạn. Hoặc không thì chúng ta có thể mang lại cửa hàng gần nhất của Thế Giới Di Động để nhờ các bạn hỗ trợ kỹ thuật, các bạn reset kết nối cho mình ha. Thì đối với những dòng tai nghe như vậy này thì thường thường nó sẽ có một cái phím bấm cảm ứng và phím bấm cứng ở trên thân. Thì cái con Xmowi T3 này nó sẽ có phím cảm ứng ở trên này các bạn. Chúng ta sẽ giữ tay vào cái phần cảm ứng đó để tắt hẳn nha. Rồi mình đã nghe tín hiệu là power off ở trên cặp tai nghe rồi. Bây giờ thì để reset thì chúng ta sẽ giữ chặt lại để mở nó lên lại. Áp dụng với cả những dòng tai nghe khác nha các bạn. Khi mà mở lên như vậy thì các bạn cứ giữ chặt tay nha. Đây, đến khi nào nó ngừng nháy đèn một bên và một bên còn lại nháy đèn như vậy đây, là lúc này tai nghe đã sẵn sàng kết nối. Và lúc này thì hai cái tai nghe này nó đã pair với nhau rồi, đã kết nối với nhau rồi, nên là chỉ còn một bên sáng đèn và một bên không còn sáng đèn nữa. Thì các bạn chỉ việc lấy điện thoại ra và chúng ta sẽ kiếm cái Bluetooth có tên là T3 nha các bạn. Đây, để mình quét lại. Lúc này đây thì cặp tai nghe đã được reset thành công rồi nha các bạn. Đây, cho phép truy cập. Rồi, mình sẽ mở thử nhạc. Rồi, cả hai cặp tai nghe thì đều đã phát ra âm thanh nha các bạn. Đây là cái cách để mà chúng ta có thể reset kết nối cặp tai nghe này. Rồi, mình đã kiểm tra nha. Và cả hai cặp tai nghe này thì đều đã kết nối thành công với nhau. Đây là cái cách để reset kết nối. Còn cách thứ hai, khi mà các bạn sử dụng mà các bạn lại thấy một bên to hơn, một bên nhỏ hơn á, thì đối với dòng điện thoại Android hoặc là điện thoại iOS thì nó sẽ có phần cân bằng âm thanh ở trong phần trợ năng các bạn. Mình sẽ kiếm cái đó nha. Cân bằng âm thanh là dành cho những cái người mà bị vấn đề về thính giác. Một bên họ sẽ nghe to hơn và một bên họ sẽ nhỏ hơn. Thì thường thường ở trong những dòng máy Android hoặc là iOS nó sẽ nằm trong trợ năng. Android thì là hỗ trợ tiếp cận hoặc trợ năng nha các bạn. Chúng ta sẽ kiếm cái phần có tên là cân bằng âm thanh này. Đây, ví dụ như là nếu mà các bạn nghe thấy một bên thôi thì nhiều khi các bạn đang để cái này ở trên bên phải này, nhưng mà bên trái sẽ không nghe thấy nha. Còn các bạn để như vậy này, nhiều khi mình chỉnh cài đặt các bạn, nếu mà để thiên về bên trái thì bên phải sẽ không nghe thấy hoặc nhỏ, rất là nhỏ. Thì mình kiểm tra xem này nó nằm ở giữa hay chưa. Nếu nằm cân bằng ở giữa thì là cái tai nghe của chúng ta sẽ nghe đều hai bên. Còn trường hợp mà tai nghe bị lỗi, một bên to hơn một bên nhỏ hơn, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng cân bằng âm thanh này để chúng ta có thể setup lại cho cái âm thanh của hai cái này nó bằng nhau được nha. Thì đấy là cái cách hướng dẫn cho các bạn, một là reset tai nghe và hai là kiểm tra cài đặt ở trên máy xem là nó có bị sai lệch cái phần cân bằng âm thanh ở trong phần trợ năng hay không. Thì trên iOS thì nó cũng có phần cân bằng âm thanh này nha các bạn, và nó cũng nằm trong một trợ năng luôn, là cái tính năng dành riêng cho những người mà có vấn đề về thính giác ấy các bạn. Thì các bạn có thể thử cái cách này nha, để chúng ta có thể biết là cái cặp tai nghe của chúng ta có vấn đề hay không, hay là do chúng ta đã cài đặt sai ở trên điện thoại. Thì nếu với ba cái lỗi mình vừa liệt kê thì cái lỗi về reset kết nối và lỗi về chỉnh cài đặt thì các bạn có thể tự khắc phục được. Còn nếu mà lỗi liên quan đến phần cứng của tai nghe thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tìm cái địa điểm bảo hành gần nhất rồi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào, và mình là Nóng TV.